Quý vị đang quay trở lại với chương trình Chào buổi tối. Thưa quý vị, trở về thành phố để bắt đầu những ngày làm việc sau kỳ nghỉ lễ 4 ngày thì tôi tin chắc trong hành trang của rất nhiều người đó là thịt lợn. Ở vùng thôn quê thì giá lợn vẫn đang tụt xuống thê thảm, chỉ còn từ 15 đến 20 ngàn đồng 1 kg. Thay vì ra chợ để mua từng kg thì nhiều gia đình đã góp tiền để mua cả con rồi xẻ thịt để chia nhau. Giá rẻ hơn rất nhiều so với ngoài chợ hay là trong các siêu thị. Những tủ đá chất đầy thịt lợn đó là hình ảnh trong gian bếp của các bà nội trợ hiện nay. Vâng, quý vị có thể thấy như là ở sau lưng tôi đây là bức ảnh chụp tủ lạnh của một gia đình, một chị phóng viên ở kênh VTC14 sau kỳ nghỉ lễ vừa rồi. Thịt nhiều quá ăn không hết, nhà nhà thi nhau làm ruốc, giá thịt bò khô rồi làm xúc xích, dã ra để làm thịt bò khô hay là làm xúc xích để tranh thủ là lúc thịt lợn đang quá rẻ như thế này. Điều này thì cũng chứng minh rằng là thịt lợn dù là thực phẩm phổ biến, song người dân cũng không thể ăn mãi được như rau. Vâng, và chiều 28 tháng 4 vừa qua ở tại Hà Nội thì Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường lần thứ hai trong cùng một tuần đã chủ trì cuộc họp bàn giải pháp kế hoạch hành động để giải cứu thịt lợn. Chúng ta đã nghe đến giải cứu dưa hấu rồi giải cứu hành tím hay là gừng, nhưng mà có lẽ đây là lần đầu tiên mà một loại thực phẩm từ trước đến nay vốn không hề rẻ trong đời sống lại cần một cuộc giải cứu lớn và quy mô đến vậy. Một lần nữa thì nông sản Việt Nam lại phải tiếp tục sự trông chờ vào lòng trắc ẩn của người tiêu dùng trong nước. Chúng tôi kêu gọi cái là tập trung mua cái sản phẩm đó, đưa vào cái chế biến của mình, tạm trữ một phần. Ở chế biến, chỗ nào dự trữ được thì dự trữ tạm thời. Để tất cả các bạn mà cùng đồng hành vào thì tin tưởng chúng ta chia sẻ được cái khó khăn này. Sau lời kêu gọi của người đứng đầu ngành nông nghiệp, cả nước đã bước vào cuộc giải cứu thịt lợn có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Không chỉ có Trung ương đoàn, đơn vị luôn đi đầu với đội ngũ thanh niên hùng hậu, nhiệt tình, mà đến ngành công an, quân đội cũng tham gia. Thậm chí, tiêu thụ thịt lợn còn trở thành tiêu chí để đưa vào phong trào thi đua yêu nước của toàn ngành. Thế nhưng, theo báo cáo của Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá lợn hơi vẫn đang giảm và chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhiều nơi, giá thịt lợn chỉ còn 15 đến 17 nghìn đồng một kg. Theo đó, mỗi con lợn bán ra, người nông dân đang lỗ hơn 1,5 triệu đồng. Thế nhưng, giá từ chuồng trại đến chợ và các siêu thị đã tăng vọt. Hiện tại một số chợ truyền thống, giá thịt bán lẻ dao động từ 65.000 đến 70.000 đồng một kg. Và tại siêu thị là 80 đến 100.000 đồng một kg. Câu hỏi đặt ra là ai được hưởng lợi từ con số chênh lệch quá lớn này giữa cuộc giải cứu mang quy mô toàn quốc? Thưa quý vị, ai được hưởng trong cuộc giải cứu thịt lợn đang được khắp nơi hưởng ứng? Tôi tin đó cũng là thắc mắc của nhiều quý vị khán giả vào thời điểm này. Và người sẽ giúp chúng ta giải đáp câu hỏi đó đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Đó chính là ông Vũ Vinh Phú, ông là chuyên gia thương mại, nguyên là Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội. Vâng, trước tiên là rất cảm ơn ông đã dành thời gian đến với trường quay của Chào buổi tối ngày hôm nay. Ông Vinh Phú thân mến, cũng như quý vị khán giả thân mến, trong cuộc giải cứu thịt lợn thì tôi được biết là có nhiều đơn vị phân phối như là các siêu thị, công ty chế biến thực phẩm thì cũng đang vào cuộc. Nhưng mà hãy xem là chúng tôi đã mua được những cái thịt lợn như thế này với giá hiện nay như thế nào. Ngày hôm nay thì tại siêu thị Vivimart, một trong những đơn vị có gần 20 điểm bán hàng tại Hà Nội, thì giá thịt nạc vai là 95.000 đồng một kg, thịt ba chỉ 93.000 đồng một kg, sườn non là 109.000 đồng một kg. Những bộ phận khác của con lợn thì còn có giá đắt hơn như là tim 215.000 hay là lưỡi là 134.000. Vâng, thưa ông nhận xét như thế nào về cái giá thịt lợn cụ thể như là tôi vừa trao đổi vừa rồi so với cái giá mà người nông dân của chúng ta đang phải bán với giá là 15 đến 20 nghìn đồng một kg? Cái giá mà Philibat mà các bạn biết là sự thật, vì 10 rưỡi hôm nay tôi cũng sang Philibat ở Thái Thịnh thì với cái giá này theo tôi ấy là chưa hợp lý với cái giá thịt lợn hơi giảm. Tất nhiên là mình sẽ phải tìm hiểu kỹ nhiều nguyên nhân, bởi vì trong siêu thị nó cũng có thuế VAT rồi cái chế độ bảo quản chi phí nhiều hơn. Nhưng mà thực ra nói chung là phải tìm hiểu rất kỹ, mà tôi cho mức giá này chưa hợp lý, phải xem lại. Vâng, vậy thì theo ông ai sẽ là người mà được hưởng từ cái sự chênh lệch giá nó lên tới 4 đến 5 lần như thế này? Ở trên báo chí các chuyên gia người ta đã nghiên cứu kỹ rồi, tức là khâu trung gian và khâu bán lẻ được hưởng những cái lợi của cái chênh lệch giá này. Và các nước ở trên thế giới người ta cắt cái nhiều khâu trung gian lắm, người ta đi thẳng từ sản xuất đến bán lẻ là chính. Chúng ta vẫn đi vào cái con đường này thì chúng ta phải khắc phục trong cái chuỗi mà từ sản xuất bán lẻ, không những riêng thịt lợn mà thịt gà và các mặt hàng nông sản khác.
Vâng, khi mà được hỏi thì các nhà cung cấp họ có trả lời rằng là nó bị đội giá lên như vậy là vì có rất là nhiều những cái chi phí, ví dụ như là vận chuyển này, hay là kiểm định này, hay là các loại thuế nữa. Vậy thì theo ông là những cái loại chi phí này có đúng hay không, có thực chất là như vậy hay không? Họ nói cũng có phần đúng, một con lợn cũng chịu mấy chục loại phí thật, nhưng mà chính những cái mà lợi nhuận ấy là khâu trung gian, để khi mà một con lợn giết mổ ra là đến với tay người bán lẻ là như thế, là mỗi khâu khoảng hơn chục phần trăm, như thế là giá bán lẻ đội lên gấp 2-3 lần. Thì cái đó là chúng ta phải khắc phục sớm vấn đề này, nếu không người chăn nuôi thì thiệt mà người tiêu dùng cũng ăn giá cao. Vâng, thưa ông Vinh Phú, là tôi có một câu hỏi, đó là giá bán lẻ mà cao gấp mấy lần so với giá lợn mua tại chuồng, tại trang trại của người nông dân như vậy thì có chấp nhận được hay không? Theo tôi ấy, là thịt lợn cũng như mặt hàng khác ở trên thị trường chúng ta, là tôi đã nói nhiều lần là giá cả ở chúng ta đang ở mức cao vô lý, phải kéo giá xuống. Mà trong đó giá thịt lợn thời kỳ này như thế là phải kéo giá xuống cũng có hợp lý. Ở các nước họ có cái luật gọi là chống điều tra, là người ta phải tìm kỹ giá thành, xem anh coi như là mua bán có hợp lý không. Nhất là trong những điều kiện mà rất là cấp bách như thế này để giải cứu cho người nông dân thì phải có những biện pháp quyết liệt để tìm rõ ra vấn đề là những cái khâu nào đã làm đội giá lên và thiệt hại những người tiêu dùng và triệt tiêu sản xuất. Vâng, thưa ông, như vậy thì có nghĩa là mặc dù chúng ta có giải cứu, có phát động một cuộc giải cứu rất là lớn trong nhân dân, người dân có mua thật nhiều thịt lợn về để tích trữ, thì giá bán thịt lợn ở chợ hay là trong các siêu thị vẫn còn cao, nhưng mà giá mua lợn hơi ở tại trang trại của người nông dân thì vẫn thấp. Như vậy là cái cuộc giải cứu của chúng ta thì không giúp ích gì cho người nông dân, có đúng không ạ? Vì sao lại như vậy? Phải giải cứu như tỉnh Đồng Nai, tức là họ mua lợn của dân xong coi như xả thịt bán ngay tại chợ. Và như thế là vừa mua lợn giá cao cho nhân dân được 30.000 một cân, và như thế bán lẻ như thế có 60.000 một cân. Và như thế giải cứu là giải cứu cắt khâu trung gian và đưa thẳng đến bán lẻ. Tôi cho là các tỉnh thành phải làm sớm vấn đề này, chứ không phải là chúng ta tiếp diễn cái hãy còn dắt dây cái khâu trung gian thì chúng ta còn phải ăn giá cao và người tiêu dùng rất là thiệt thòi. Vâng. Và người sản xuất không được gì. Còn nếu như mà giải cứu theo cách của chúng ta bây giờ, đó là vẫn ra chợ, ra siêu thị để mua. Chúng ta có từng giải cứu là hành tím này, hay là giải cứu dưa hấu là những mặt hàng có giá trị thấp, nhưng mà thịt lợn là một mặt hàng có giá trị cao. Và hãy thử tưởng tượng là cái nguồn lợi mang lại từ cái cuộc giải cứu được phát động trong nhân dân này mà không người nông dân không được hưởng thì nó rơi vào túi ai, và sự giải cứu lại còn mang danh từ thiện, và hệ quả của việc này sẽ là gì? Theo tôi giải cứu là đúng, nhưng mà phải nâng cái giá lợn hơi lên cho người nông dân, và đồng thời là giá bán lẻ phải xuống. Thì như thế là anh phải giải cứu cả hai đầu, chứ còn chỉ giải cứu một đầu ấy để tiêu thụ thịt lợn thì có khi là người nông dân không được gì, thì như thế rất thiệt thòi. Mà người đó làm ra của cải vật chất cho xã hội. Tôi lo rằng là từ nay đến cuối năm giá thịt lợn có thể lại lên cơ. Vâng. Vì như thế có thể là phá chuồng 30-40% thì rất là nguy. Đúng là như vậy, bởi vì là rất là nhiều người trong số chúng ta cũng đã nhìn thấy trước và dự đoán trước một cái tình cảnh là sau cái cuộc giải cứu này chúng ta sẽ lại có một cuộc khủng hoảng. Khi mà người người đi mua thịt lợn, nhà nhà đi mua thịt lợn thì sẽ dẫn đến là đến một lúc nào đó thịt lợn lại trở nên khan hiếm. Và kéo theo đó là những cái loại giá thành của các thịt lợn, loại những cái thịt khác, ví dụ như thịt gà hay là thịt bò thì sẽ lại bị xuống vì chẳng có ai mua cả. Vậy thì những cái thời điểm đó khi mà người nông dân của chúng ta sẽ lại tăng đàn, tức là họ sẽ nuôi nhiều hơn khi mà nó khan hiếm. Và khi người tiêu dùng ưu ái thịt lợn như vậy thì người nuôi liệu có bị điêu đứng trước những cái tình cảnh là không ai mua thịt gà hay là không ai mua thịt bò hay không ạ? Chúng ta phải tái cơ cấu lại ngành chăn nuôi một cách khoa học, bài bản. Nuôi một con lợn biết là bán ở đâu, bán giá nào, bán thời điểm nào, và giá đó cạnh tranh ngay thị trường nội địa hay không. Chứ hiện nay chúng ta làm theo kiểu cảm tính, kể cả người nông dân và các nhà làm quản lý nhà nước đó. Chúng ta phải cảnh báo, chúng ta phải giải quyết cái đầu ra. Cái cân đối liên ngành về sản xuất và tiêu thụ thịt lợn chúng ta phải làm. Chứ nếu không chúng ta sẽ lại giải cứu thịt gà hay giải cứu... Vâng, sẽ lại là có rất nhiều những cuộc giải cứu khác. Chúng ta cứ làm chạy theo... Vâng, như ông nói là chúng ta cần phải... cái cách mà chúng ta giải quyết là phải có hai đầu. Tức là chúng ta phải giải cứu người nông dân và chính các đơn vị phân phối thì họ cũng phải có những cái giải pháp của mình. Cụ thể là với ông, theo ông đề xuất là đối với những đơn vị phân phối thì họ sẽ phải làm gì ạ? Đối với hệ phân phối ấy, là trong giai đoạn khó khăn này họ phải chia sẻ, họ đừng có vô cảm, và họ phải giảm bớt những cái lợi nhuận người đi trong lúc khó khăn. Nhất là những cái công ty nhà nước ấy, nhiều lúc là hỗ trợ phát triển chuỗi siêu thị, các chính sách này khác thì tại sao lại như thế là xin nhà nước, nhưng bây giờ nông dân khó khăn tại sao không có ý kiến. Tôi tiếc rằng là tổng ty thương mại nhà nước ở Hà Nội hầu như không thấy lên tiếng về vấn đề giải cứu này. Vâng. Họ giữ hàng trăm mạng lưới,
họ cho thuê đến 40%. Vâng. Thì làm đâu còn cái mạng lưới để mà phục vụ thịt lợn nhân dân nữa. Dạ vâng. Thì cái đó phải xem lại. Dạ vâng, chúng tôi rất cảm ơn ý kiến chia sẻ của ông Vũ Minh Phú một lần nữa. Thưa quý vị và các bạn, giải pháp căn cơ vĩ mô là những từ trong ngày này thường xuyên được nhắc đến để nói về việc giải quyết khủng hoảng của ngành nông nghiệp. Cụm từ này thì chẳng hề mới, bởi vì là nhiều năm qua thì cuộc giải cứu nào chúng ta cũng đã từng nhắc đến. Chúng tôi chỉ còn hy vọng là năm nay, thay vì là lời nói thì chúng sẽ biến thành những hành động cụ thể. Bởi vì người nông dân thì có thể buồn phiền trước mớ rau hay là quả dưa hấu bị vứt ngoài đồng, hay là phải cho gia súc ăn, nhưng mà trước cả một gia tài hàng tỷ đồng là hàng trăm, hàng nghìn con lợn bị mất đi thì nhiều người đã không còn muốn sống nữa. Và điều đó thì khiến chúng ta không thể nào thờ ơ thêm được nữa. Và tới đây thì chương trình Chào buổi tối của chúng tôi cũng xin được dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.